X-Watt, bảo hiểm cả lỗi người dùng trong 5 năm, đầu tiên tại Việt Nam. Xin chào các khán giả của X-Channel. Ngày hôm nay tiếp tục là một chuyên mục trên tay của sản phẩm mà chúng tôi đang sở hữu. Đó là một sản phẩm đến từ Citizen. Cụ thể, mã sản phẩm mà tôi đang cầm trên tay là chiếc Citizen AW157087L. Như các bạn có thể thấy rằng là nhìn ngay trên mặt số của đồng hồ, chúng ta có thể nhìn thấy dòng chữ Eco Drive, thì chúng ta biết rằng đây là một sản phẩm đồng hồ Eco Drive chạy bằng năng lượng ánh sáng, một công nghệ độc quyền của Citizen. Đi sâu hơn vào những chi tiết bên trong của chiếc Citizen này, đầu tiên là về mặt size. Đường kính của chiếc đồng hồ Citizen này nó có đường kính là 42mm, độ dày của nó là 9,8mm. Ok, tôi sẽ trên tay luôn trên cái cổ tay của mình thì các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái kích cỡ của chiếc đồng hồ này. Cổ tay của tôi thì là 17cm và các bạn có thể nhìn thấy rằng là với cổ tay 17 của tôi thì tôi sẽ đeo những chiếc đồng hồ có size là 39-41 là sẽ phù hợp nhất. Còn với chiếc 42 như thế này, tôi cảm giác là nó đang bị hơi to một chút xíu so với cổ tay của mình. Vì vậy đây cũng sẽ là một chiếc đồng hồ tôi nghĩ rằng phải là những người có một cổ tay đầy đặn một chút đeo thì sẽ hợp lý hơn. Và các bạn để ý tại sao cái chiếc đồng hồ này, mặc dù cái mặt số của nó nhìn nó không quá lớn đâu, nhưng nó lại có một cái cỡ lớn như vậy. Bởi vì đây là một thiết kế mà có cái phần lắc. Các bạn nhìn thấy này, lắc của đồng hồ này nó kéo dài từ vị trí đeo dây bắc ngang qua viền đồng hồ và nếu nối dài sang bên này. Đây là một thiết kế mà khi mà chúng ta nhìn theo chiều này, chúng ta cảm thấy rất là mềm mại đúng không nào? Rất là mềm, rất là đẹp. Bên này cũng như vậy, rất là mềm, rất là đẹp. Cong, nó không phải là những cái khối kim loại cứng đơ, lạnh lẽo và nó khô ráp nữa. Nó sẽ là những cái đường nét cong, quyến rũ và mềm mại hơn rất là nhiều. Tuy nhiên, cái điều này khi mà chúng ta nhìn theo chiều ngang này, nó sẽ quyến rũ và đẹp. Nhưng nếu chúng ta nhìn theo chiều dọc mặt số chính diện xuống, chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần mặt số nó lại hơi bị tụt vào so với phần lắc nó vươn ra bên ngoài như thế này. Đấy, chính vì điều này khiến cho cái phần đường kính của đồng hồ khá là lớn. Và bề dày của nó cũng khá lớn nữa, cho nên đây sẽ là một chiếc đồng hồ tôi gợi ý cho những ai mà cổ tay khoảng 8 trở lên đeo sẽ là tối ưu và đẹp nhất. Rồi, điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ về chiếc đồng hồ này đó là cái màu mặt sở hữu của Citizen. Lần này Citizen chọn một cái màu mặt số nó phải nói là khá lạ. Đó, một màu xanh lá kết hợp với một màu ghi. Đấy, tôi cũng không biết tên chính xác để gọi cái màu này là gì, nhưng về mô tả có thể như vậy. Cùng với dòng đồng hồ này thì có một vài chiếc đồng hồ anh em nữa thì nó sẽ sở hữu mặt xanh dương. Màu xanh dương trên mặt số này thì nó sẽ quen mắt hơn. Tuy nhiên đây sẽ là một lựa chọn cho những ai thích cái sự độc đáo, cái sự cá tính và khá là đặc biệt. Thì một màu xanh như thế này cũng sẽ là lựa chọn tôi nghĩ là không tồi, vì nó cũng khá là dễ đeo, khá là dễ kết hợp trang phục thôi. Điểm mà tôi muốn nói tiếp theo đó chính là phần dây của đồng hồ này. Phần dây thì cùng màu sắc thép không gỉ 316L đồng bộ với phần vành này. Phần dây này sở hữu một cái dòng thiết kế mắt to nằm chính giữa cộng với hai mắt nhỏ chạy viền xung quanh. Nhìn thì tôi không có gì phải chê cả, nhưng khi cầm trên tay tôi có cảm giác là cái thiết kế và cái sự hoàn thiện của nó chưa thực sự là cao. Nếu chấm trên thang điểm 10, tôi sẽ chấm thiết kế hoàn thiện này nó chỉ khoảng 7 điểm mà thôi, tức là một mức chấp nhận được chứ không phải là một mức đeo quá là hoàn hảo. Tuy nhiên thì khi mà tôi thực hiện bài review này, đơn giản để thao tác thôi. Thiết kế này thì nó không có những cái gờ bám cho nên nó hơi trơn một chút xíu, nhưng mà khi mà chúng ta thao tác thì chúng ta cũng thấy rằng là không có gì khó khăn cả. Rồi, nói một chút xíu về Eco Drive nhé. Đây là công nghệ độc quyền của Citizen, sử dụng năng lượng ánh sáng để cung cấp năng lượng cho pin đồng hồ. Mặc dù là
Các bạn thì hay có thắc mắc là khi mà chúng ta sử dụng năng lượng mặt trời như vậy thì vào cái điều kiện buổi tối ban đêm nó không có ánh sáng thì liệu ngủ chạy được không? Thì Citizen tối ưu rất tốt chuyện này, công nghệ Eco Dry có thể tích trữ năng lượng lên đến 4 tháng, 6 tháng cơ. Cho nên là các bạn chỉ cần sử dụng đồng hồ dưới những nguồn sáng rất là bình thường thôi, như là đèn điện hoặc là ban ngày sử dụng, thì hoàn toàn đồng hồ có thể duy trì năng lượng rất là lâu mà chúng ta không sợ bị hết pin hay là đồng hồ dừng hoạt động giữa chừng. Và chiếc đồng hồ này có khoảng giá là trên 5 triệu một chút xíu, và các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào trang web chính thức của Citizen để có thể nắm bắt được giá và thời điểm cụ thể một cách chính xác hơn. Và trên đây là bài review cũng như là những cung cấp thông tin của tôi về chiếc đồng hồ Eco Dry của Citizen này. Nếu yêu thích hoặc có bất cứ những thông tin chia sẻ nào, các bạn hoàn toàn có thể đặt ở dưới comment bên dưới. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.